Tôi có một cái câu hỏi về liên quan đến luật nhờ. Thì tức là đối với một cái tòa chung cư, cái phần diện tích tầng hầm là phần sở hữu chung, và đây là cái phần khi mà không tính vào tiền bán căn hộ chung cư ấy thì nó vẫn là thuộc sở hữu của chủ tư. Đấy, thực sự không phải sở hữu mà nó là quyền quản lý và sử dụng của chủ tư thì đúng hơn. Thế thì tôi muốn chuyển được, tức là chủ tư muốn chuyển cái quyền của cái toàn bộ cái tầng hầm đấy cho một đơn vị khác mà không thay đổi cái quyền quản lý sử dụng bằng cái hình thức nào? Tức là bằng cái hình thức nào mà để chủ tư chuyển được cái quyền sở hữu quản lý sử dụng cái phần tầng hầm mà người được nhận cái quyền đó không thay đổi tính chất sở hữu ban đầu mà một cách hợp pháp nhất? Vâng, rất là mong các anh giải đáp. Vâng, một câu hỏi khó nhưng vô Một cùng câu thú vị đúng hỏi không ạ? thực sự với anh chị là một câu hỏi này cực kỳ khó. Bởi vì cái vấn đề này đang là vấn đề mà rất nhiều nơi, rất nhiều cái khu chung cư đang có tranh chấp. Bởi vì nó liên quan đến sở hữu chung và sở hữu riêng trong tòa chung cư. Vậy để trả lời câu hỏi của anh thì tôi thấy rằng là như này. Thực tế làm thì cho thấy là đối tranh chấp chủ yếu là gì? Một là liên quan tới phần diện tích. Phần diện tích mà được xác định là phần nào là phần sở hữu chung, phần nào là sở hữu riêng, mà thậm chí là còn cái bản thân cái tầng hầm đấy mà còn vẫn đang tranh, nhiều nơi còn đang tranh chấp. Còn đâu cái việc quy định thì liên quan đến quy định pháp luật là chuyển nhượng cái như anh nói phần đấy đúng không? Phần tầng hầm đúng không? Tức là quyền chuyển như là chuyển nhượng cái tầng hầm đấy thì là hiện tại thì tôi thấy là các đơn vị họ chỉ chuyển quyền quản lý thôi, quyền quản lý và cái quyền quyền sử dụng thôi chứ không được chuyển nhượng, giống như là cái không được bán. Nhưng mà thực tế là gì, là các bên vẫn ký các cái hợp đồng chuyển giao cái quyền quản lý và sử dụng cái phần sở hữu riêng của chủ đầu tư cho một bên tổ chức khác thực hiện các cái dịch vụ quản lý cái giống như là quản lý các cái dịch vụ đối với phần sở hữu riêng của chủ đầu tư trong cái tòa nhà chung cư. Còn cái phần, bởi vì nguyên tắc là gì, khi mà thiết kế thì khi cái việc sử dụng cái nhà chung cư, cái phần tầng hầm ấy thì về mặt thiết kế thì nó được coi là cái phần dịch vụ chủ đầu tư được cung cấp các cái dịch vụ đối với các cho với các cư dân, hay là giống với cả các, mặc dù là cung cấp dịch vụ nhé, có phần là cung cấp dịch vụ như kể cả là các cái dịch vụ bể bơi chẳng hạn đúng không, nó cũng là phần dịch vụ nhưng nó lại là thuộc sở hữu chung đúng không, nhưng mà vẫn lại phải người cư dân muốn sử dụng thì vẫn phải trả phí dịch vụ đúng không. Vậy thì nó còn phụ thuộc vào cái quy chế quản lý tòa nhà chung cư nữa. Tuy nhiên là đặc biệt là trong cái phần chuyển quyền như anh nói ấy, thì như tôi chia sẻ thì là thực tế thì tôi chỉ thấy là các bên là họ sẽ chuyển giao quyền thuê, tức là quyền thuê và quyền sử dụng, giống như là kiểu tôi ra ra ký khác các bên ký nhau một cái hợp đồng quản lý đấy, quản lý khai thác cái từng hầm chung cư đó, khi mà người ta thuộc sở hữu riêng của cái chủ đầu tư đó, và thông qua các hoạt động đấy thì là cái đơn vị tiếp nhận họ sẽ công bố và ban hành các cái gọi là giá sử dụng các cái dịch vụ ở trong cái phần sở hữu riêng của chủ đầu tư. Vấn đề ở đây quan trọng nhất đó là phân định cái phần sở hữu chung và phần sở hữu riêng. Đó. Nếu như mà đã phân định được rõ ràng thì cái việc sử dụng đấy thì nó cũng hết sức là rõ ràng thôi, cũng không ai có thể có quyền ngăn cản. Tuy nhiên là các cái phần phí dịch vụ liên quan đến việc quản lý và phí dịch vụ quản lý nhà chung cư thì nó lại phụ thuộc vào hội nghị cư dân đúng không? Và thông qua cái hoạt động đấu thầu đấu gọi là chúng tôi hay hiểu là bây giờ nhiều đơn vị gọi đấu thầu quản lý nhà chung cư. Còn đâu cái dịch vụ riêng của chủ đầu tư thì chủ đầu tư cũng tất nhiên thì có quyền ban hành các cái mức phí riêng, nhưng mà thực tế thì khi mà ban hành nó cũng có, bởi vì bản thân quy định nhà nước thì cũng có những cái ban hành khi mà người mua ấy, người mua nhà chung cư ấy, ký với chủ đầu tư ấy, thì cũng thường là có những cái thỏa thuận ở trong cái hợp đồng mua bán. Các anh chị lưu ý là
cái hợp đồng mua bán thì là sẽ có quyền, ví dụ như là cư dân ở đấy là có quyền hay là được quyền được sử dụng cái để chỗ để xe ô tô chẳng hạn thì cũng có quy định, hay là để chỗ để mấy xe xe máy, và thậm chí là cái phí quy định trong hợp đồng mua bán như nào thì anh chị cũng lưu ý cái phần phí đó. Đấy là một số nội dung tôi xin. Vâng, xin cảm ơn chuyên gia. Tôi xin phép bổ sung như cái này một chút lại để cho anh dễ nắm. Thứ nhất là nghe câu hỏi của anh thì có vẻ giống như kiểu anh làm bên chủ đầu tư, ban quản lý đúng không ạ? Muốn bán hầm cho thằng khác để cho dân nó phải trả phí đúng không? Đúng không? Tại vì câu hỏi là nó rất có lợi cho các chủ đầu tư. Thì xin được trả lời này. Thứ nhất là hiện nay thì như chỗ cộng sự của tôi là anh Nguyễn Phó Dũng có nói ấy, thì thực ra là hiện nay ở Hà Nội và Hồ Chí Minh thì nó có khoảng 10% các tòa nhà là vẫn cứ đánh nhau, cứ liềng xiềng. Ban quản lý, ban quản trị, chủ đầu tư, đúng không ạ? Ban quản lý là quản lý và vận hành, thì cái đơn vị này thường là được thuê. Chủ đầu tư là người xây ra tòa nhà. Nhưng mà tiếp theo nữa là ban quản trị là do người dân lập ra, hiểu không ạ? Nhưng mà nó cứ cãi nhau lằng nhằng phí đắt, phí rẻ, tất cả mọi thứ thì... Thứ nhất là có lời khuyên cho các nhà đầu tư ấy, khi ta đi mua các căn hộ ở thì các anh chị nên đọc kỹ hợp đồng và xem rõ các điều khoản. Ví dụ như anh Dũng nói là được bao nhiêu chỗ để xe. Nếu mà để xe thì bao nhiêu tiền một lốt để xe, tính theo tháng, nó khóa lại và chỉ được phép dao động trong phạm vi bao nhiêu. Và không gian sử dụng riêng, không gian sử dụng chung phải trả phí. Phí dịch vụ của tòa nhà của chúng tôi thường là bao nhiêu. Ví dụ như là có những chung cư thì nó chỉ 5.000 một mét vuông thôi. Có những chỗ thì nó là 10.000 vì nó khẳng định nó là luxury, là cao cấp. Hiểu không ạ? Đấy, thì tất cả những cái điều đấy, từ bãi để xe, sảnh tầng 1, không gian của xung quanh của tòa nhà. Hiểu không ạ? Rồi hành lang, rồi cầu thang, rồi tất cả mọi thứ. Còn nếu mà như anh Dũng vừa nói là để mà chi tiết ra thì bây giờ vẫn oanh nhau vỡ đầu. Hiểu không ạ? Mà cả bên luật, cả những cái luật mới thì cũng chưa can thiệp được quá sâu vào những cái điều đấy. Đúng không ạ? Vẫn các ba bên gọi là vẫn cứ nhì nhằng với nhau. Đấy, tuy nhiên thì tôi cũng hy vọng các anh chị mua bán thì các anh chị ở, các anh chị nên tìm những cái chủ đầu tư uy tín. Và thứ hai, nếu như các anh chị ở đây có định làm chủ đầu tư thì tôi nói thực là những cái đấy cũng không phải là cái để tạo lợi nhuận đâu. Lợi nhuận này không là mình bán căn hộ rồi. Đúng không ạ? Còn lại bán xong thì bàn giao cho người dân và các đơn vị quản lý vận hành, họ thu cái phí để vận hành tòa nhà thôi. Chứ mình đừng có nghĩ cái việc sâu xé rồi đẩy giá dịch vụ rồi các thứ. Tôi thấy là rất nhiều các chủ đầu tư cái kiểu đấy, nó tôi thấy là nó cũng hơi kém. Hoặc là ở một góc độ nào đấy nó không được minh bạch và công khai. Ví dụ chúng ta từng nghe ở có những cái chung cư Hà Nội là hầm để xe là 8 triệu một tháng. Không thích thì bỏ ra ngoài. Bảo thì tôi mua nhà tôi phải có chỗ để xe. Anh xem lại hợp đồng đi. Không có chỗ nào ghi là để xe cả. Đấy, thế bây giờ lại thế thì lừa nhau từng bước à? Hiểu không ạ? Thế nên là các anh chị đi đấy. May cho các anh chị đến buổi này. Nếu mua chung cư đọc kỹ hợp đồng của cho tôi. Để xe thế nào ghi vào. Dịch vụ ra sao ghi vào. Hiểu không ạ? Nhá. Các tập đoàn lớn như VinSun thì họ không bao giờ họ bị lăng nhăng cái việc đấy. Nhưng tôi thấy các công ty bất động sản mà nhỏ là rất hay làm những cái chuyện đấy. Nó không được đàng hoàng. Thế thì tôi có hỏi một anh, bảo thế người ta cứ làm thế này thì ít nữa nó mất thương hiệu, nó mất uy tín thì xây các tòa sau thì làm sao bán được. Em non ấy, sang xây tòa sau anh lại đổi tên chứ. Tức là hiện nay chúng tôi đi mua một toàn bộ một tòa chung cư của một chủ đầu tư khác. Với toàn bộ các căn hộ trong đấy đã có sổ và chúng tôi mua toàn bộ sổ đấy rồi. Toàn bộ luôn cả tòa nhà. Tuy nhiên còn tầng hầm. Đấy. Thì cái việc mà để nhận được cả tầng hầm đó sở hữu sang tôi bằng hình thức nào? Thực sự là rất khó. Và chúng tôi vì cái dự án đấy đã kết thúc, chấm dứt hoạt động đầu tư. Đã chấm dứt rồi. Do vậy muốn khởi động lại để cải tạo cái chung cư ấy thành một cái chung cư mà nó cao cấp hơn thì chúng tôi phải xác nhận lại quyền sử dụng đất trên cơ sở sở hữu tài sản, và khi đó còn tầng hầm chưa biết là sở hữu của ai, và chúng tôi muốn nhận bằng hình thức hợp đồng nào đó mà hợp đồng hợp pháp nhất
mà chúng tôi được sở hữu nốt cả tầng hầm thì mới công nhận được cái quyền sở hữu, quyền sử dụng đất thì mới làm dự án được. Đấy, tức là cái sâu xa của nó là như thế ạ. Cảm ơn anh. Tức là anh thực hiện cái việc là chuyển nhượng tòa nhà, lẽ ra là chuyển nhượng dự án, đúng không? Lẽ ra nếu như dự án mà chưa đưa vào hoạt động chẳng hạn thì là anh thực hiện chuyển nhượng toàn bộ dự án đầu tư đấy, trong đó có cái tòa nhà đấy. Nhưng mà đúng rồi, nhưng mà vì lý do là dự án bị chấm dứt. Cho nên là nhưng ở các cái các cái căn hộ thì lại đã được cấp giấy nhận quyền sở hữu nhà rồi, đúng không? Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất rồi, đúng không? Cho nên cái quyền lợi của người dân thì vẫn được thực hiện, đúng không? Đúng không? Tuy nhiên là khi mà cấp thì lại cấp chỉ được cấp cho các cho phần sở hữu của các cái gọi là căn của người những người mua được căn hộ thôi. Còn đâu phần sở hữu chung thì lại phần sở hữu chung hoặc là phần sở hữu riêng của chủ đầu tư thì do là chủ đầu tư đã bị chấm dứt hoạt động rồi, đúng không? Đấy. Cái khó như tôi chia sẻ là cái khó ở đây là gì? Là quy định pháp luật Việt Nam đã chấm dứt vì lý do dự án đã chấm dứt hoạt động rồi. Cho nên là không thể thực hiện được cái gọi là giao dịch chuyển nhượng toàn bộ cái quyền sử dụng đất hay là cái gọi là dự án đầu tư được. Cho nên là chính vì vậy là nếu như là doanh nghiệp đấy còn tồn tại, đúng không? Doanh nghiệp kia các bên còn tồn tại thì tôi đã là vẫn thực hiện, các bên vẫn thực hiện ký kết hợp đồng là giao giống như kiểu như là khoán, nhưng mà thực như là đất ấy, như là kiểu khoán gọi là hợp đồng thuê quản lý và quản lý vận hành ấy, trong suốt cả lại là không xác định thời hạn và người ta cũng giao hết toàn bộ các quyền và thu chi và ký kết các hợp đồng thuê trong cái hợp đồng quản lý đấy luôn, hợp đồng quản lý và vận hành cái khu tầng hầm đấy. Và tôi cũng chia sẻ thêm tại sao là trong cái hợp đồng ấy, hợp đồng mua bán căn hộ chung cư ấy, thì các anh chị cũng lưu ý nói về cái căn hộ chung cư thì anh chị lưu ý là gì? Anh chị thấy là trong các hợp đồng đấy thường lại cũng có nội dung liên quan đến miễn phí, tức là miễn phí quản lý cũng như là miễn phí sử dụng xe, gọi là gửi xe trong vòng mấy năm ấy. Thì tuy nhiên là thực tế là ghi là miễn phí nhưng sau đó thì cái phí bao nhiêu thì chính vì đó là cái vấn đề tranh chấp, bởi vì không được quy định. Sau đấy thì lại không được, có nơi thì quy định là bao tiền nhưng có những nơi thì chỉ là bảo là miễn phí, cho nên sau đấy miễn phí thì bắt đầu tôi mới lại tính đến cái việc là quy định phí như thế nào, đấy là câu chuyện sau. Cho nên anh chị cũng phải hết sức để rõ ràng. Thực ra là phần lớn các nhà đầu tư chúng ta là chúng ta không có thói quen là làm gì cũng có luật sư bên cạnh. Đấy là một cái sai lầm rất là chết người. Hiểu không ạ? Các anh chị mua căn hộ chung cư mà các anh chị mua khoảng 4 tỷ, 5 tỷ mà việc anh chị trả 15 hay 20 triệu cho luật sư để đi nó kê tất cả các điều khoản, nó rất là rẻ, không đáng bao nhiêu cả. Chứ mình đừng có bảo không, anh nghĩ chủ này nó ok mà. Đúng không ạ? Đấy, cái chết, cái ngây ngô nó nằm ở chỗ đấy. Phải có luật sư kê, ôi chị ơi cái này không được rồi, thế này là không được, chị yêu cầu nó phải minh bạch cái điều khoản này, ta phải thông tường cái này kia. Còn nó bảo nhất quyết nó không sửa thì mình không mua. Vì đấy là một cái khoảng để chống, để bẫy. Hiểu không ạ? Đó, tôi đi giao dịch đất, tôi cũng có luật sư, tôi làm các thủ tục luật sư. Chớm mà kiện tụng tôi cũng có luật sư, cái gì có luật sư? Chắc là quý vị lại, các anh chị nghĩ bảo chắc là Rick Nguyễn có tiền thì mới thuê luật sư. Không, phải thuê luật sư nó mới có tiền, chứ không phải có tiền mới thuê luật sư. Vì luật sư người ta bảo vệ cho mình để vụ nào ăn chắc vụ đấy thì mình mới có tiền. Mua cái nhà mấy tỷ xong đứng cãi nhau với lại ban quản lý, bạn xem các khu như Goldmark rồi một số khu nhục nhã, nhà mình mà nó cắt nước, nó cắt điện, nó bắt bố mẹ già mình đi bộ từ tầng hai mấy xuống, lúc ấy ngồi đấy mà tiếc tiền. Hiểu không ạ? Nó vấn đề là gì? Nó quá nhiều và nó nhan nhản ngoài kia, chứ cái chuyện này không phải là có một hai trường hợp con sâu bỏ dầu nồi canh, quá nhiều mà lại còn áp dụng cả chiêu cho ve sâu thoát xác. Ít nữa anh đổi tên lò gì.